Cảm ơn mọi người đã cùng một chút thời gian quay trở lại xem video của em. Trên tay em ngày hôm nay đang cầm để gửi tới anh em một sản phẩm, đó chính là dàn diode nến IC của máy phát Hyundai Santa Fe 2009. Sản phẩm được sản xuất bởi công ty Mido tại Hàn Quốc. Anh em cùng nhìn nhé. Cái nguyên vật liệu chính để sản xuất ra dòng sản phẩm này nó chính là nhựa ABS cao cấp và phần hợp kim ở phía IC và diode. Với cái combo sản phẩm này thì nó sẽ lắp được cho Kia Bongo 3. Với trường hợp là chúng ta đưa cả một cái combo này, còn nếu như thay diode thì không thể được, bởi vì diode của thằng San này nó sẽ khác với thằng Bongo 3. Đây chính là cái phần IC. IC này nó là cái, như chúng ta nói, nó là trung tâm đầu não điều khiển của cái máy phát điện điện đấy. Anh em cùng nhìn nhé. Đây, Marine Korean này, mã hàng này, Marine Korean này. Đấy. Đây, đây chính là cái phần giắc điện của nó này. Đấy. Anh em mà cần quan tâm tư vấn về sản phẩm thì hãy liên hệ với em theo số 0769086333, hỗ trợ kiểm tra lắp đặt thay thế tại gara ô tô BMT số 1 ngõ 319 Tam Trinh. Số liên hệ là 0856727222. Em xin cảm ơn, hẹn gặp lại mọi người trong video kế tiếp. Em xin chào.